Ukraine, Nga dằn co ở Donetsk và Biển Đen. Nga đều tổ hợp tên lửa thế hệ mới bảo vệ sân bay sát biên giới Ukraine. Nga, Liên Hợp Quốc thảo luận về khủng hoảng hạt nhân ở Zaporizhia. Mỹ, Nhật, Hàn tập trận chống tên lửa. Phan Nguyên xin kính chào quý vị đang theo dõi một tin cập nhật ngày 16 tháng 8 của ADKN TV. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong cập nhật được đăng trên Facebook, quân đội Ukraine đã cho biết các lực lượng của Nga nỗ lực khoét sâu vào kramatorsk một trong hai thành phố lớn ở phía đông của tỉnh Donetsk, vẫn đang trong quyền kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, theo thông báo cho biết, các lực lượng Nga đã thất bại và rút lui trong trạng thái hỗn loạn để trở về những vị trí trước đó. Cũng trong bài đăng này, quân đội của Ukraine đã khẳng định các lực lượng của Nga đã triển khai một cuộc tấn công nhằm vào Ramus, thị trấn chiến lược ở vùng Donetsk. Cuộc tấn công này nếu thành công sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội của Nga lần lượt chiếm quyền kiểm soát Ramathos và Slovian, trung tâm hành chính trên thực tế của Ukraine. Tuy nhiên, thông báo đã khẳng định quân đội Nga đã thất bại. Thông báo còn cho biết quân đội của Nga nỗ lực nhưng đã bất thành trong việc khoan thủng hàng rào phòng ngự Ukraine ở phía bắc của vùng Kharkiv bởi vì gặp sự phải kháng cự quyết liệt của các lực lượng Ukraine. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã tuyên bố ngăn cản một cuộc tấn công phá hoại và khủng bố nhằm vào một đường ống dẫn dầu ở vùng Volgograd ở phía bắc của Nga. Theo FSB cho biết, cuộc tấn công này được triển khai bởi hai công dân của Nga, có kết với lực lượng của Ukraine. Thưa quý vị, truyền thông của Nga đã vừa công bố một chùm ảnh về hoạt động tác chiến của lực lượng không quân Nga tại căn cứ không quân trung tâm ở thành phố Taganrog thuộc vùng Rostov, biên giới với Ukraine. Những hình ảnh đã được ghi nhận cho thấy hoạt động tác chiến của máy bay chiến đấu của Nga, đặc biệt là các cường kích tấn công mặt đất Su-25, vẫn đang được thực hiện một cách vô cùng khẩn trương tại căn cứ này. Với vị trí tiếp giáp với vùng Donbass ở miền đông Ukraine, một lực lượng máy bay lớn chiến đấu, bao gồm cả các cường kích Su-25, vận tải cơ 276 cùng với các máy bay hỗ trợ đã được điều động đến đồn trú tại một căn cứ ở thành phố Tagenbrot, nhằm để hỗ trợ cho hoạt động tác chiến của quân đội Nga ở chiến trường Ukraine. Theo giới quan sát cho biết, các máy bay chiến đấu trên đa phần là thuộc biên chế của Trung đoàn hàng không tấn công số 18 và Trung đoàn hàng không hỗn hợp số 120 của Không quân Nga. Đặc biệt để bảo vệ cho căn cứ không quân Taganrog, quân đội của Nga đã điều động đến đây các tổ hợp phòng không tầm trung hiếm gặp S-350 Victor Hệ thống S350 bao gồm một bệ phóng tự hành, một radar điện tử quét mọi góc độ không gian và một đài chỉ huy. Tất cả các mô đun phòng không đều được lắp đặt trên khung gầm bánh lớp đặc biệt. Được trang bị các tên lửa tầm trung và tầm ngắn 9M96 và 9M100. S350 có khả năng theo dõi cùng một lúc 100 mục tiêu và đánh chặn đồng thời tối đa là 16 mục tiêu. S-350 được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng và đội hình quân sự khỏi các cuộc tấn công bằng vũ khí tấn công, đường không hiện đại. Tổ hợp này có thể được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng chưa đầy 5 phút. Theo các chuyên gia quân sự, S-350 là một hệ thống phòng không hiện đại và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện lá chắn tầm trung cho quân đội của Nga trước máy bay chiến đấu và tên lửa của đối phương. Nga, Liên Hợp Quốc thảo luận về khủng hoảng hạt nhân ở Saboysysia. Thưa quý vị, RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu vào ngày 15 tháng 8 đã có một cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về vấn đề an toàn tại nhà máy điện hạt nhân Saboysysia. Nga, quốc gia đang kiểm soát nhà máy, đao cáo buộc Ukraine pháo kích nơi này. Trong khi đó, Ukraine và phương Tây đã khẳng định là Nga tự mình tấn công khu vực của nước này đang nắm giữ. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, ông Shoigu và Tổng thư ký Guterres đã thảo luận về các điều kiện để nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoạt động an toàn. Zaporizhia nằm ở thành phố Enerkoda ở miền nam Ukraine và là một nhà máy hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi Moscow đã bắt đầu cuộc chiến quân sự ở Ukraine. Trong những tuần gần đây, nhà máy đã phải hứng chịu một loạt cuộc tấn công. Nga đã cáo buộc Ukraine đã dùng pháo và máy bay không người lái để tấn công vào cơ sở này, đồng thời đã gọi các hoạt động này là khủng bố hạt nhân. Tuy nhiên, Kyiv đã tuyên bố các lực lượng Nga tự tấn công nhà máy sẽ đổ lỗi cho quân đội của Ukraine. Bộ Ngoại giao của Mỹ đã đứng về phía của Ukraine và đã kêu gọi các lực lượng của Nga rút khỏi khu vực. Ông Guterres cũng đưa ra yêu cầu tương tự, kêu gọi thiết lập một khu phi quân sự xung quanh nhà máy. Vào ngày 14 tháng 8, EU đã cáo buộc quân đội của Nga tấn công Saboziccia, ngăn cản quá trình bảo trì nhà máy. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố EU nói dối trắng trợn. Bà Zakharova đã nói không thể phủ nhận rằng các cuộc tấn công vào nhà máy ở Enerkuda là do các nhóm vũ trang Ukraine thực hiện theo lệnh của Kiev. Người phát ngôn Zakharova đã cho biết Ukraine đang tấn công nhà máy để ngăn các thành ra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. AIEA tiếp cận nơi này. RT vào ngày 15 tháng 8 đã dẫn lời của ông Vladimir Brokrov, một thành viên của chính quyền quân sự dân sự Zaporizhzhia do Nga hậu thuẫn, cho rằng các quan chức Ukraine và Liên Hợp Quốc muốn IAEA tránh xa Zabuzizia bởi vì nếu họ đến thăm nhà máy thì họ sẽ kết luận rằng nó đã bị lực lượng Ukraine bắn phá. Trước đó, Nga đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và AIEA can thiệp và buộc chiều Ukraine ngừng bắn vào nhà máy này. Thưa quý vị, một cuộc tập trận chống tên lửa đã được ba nước đồng minh ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực hiện ở ngoài khơi bờ biển Hawaii. Trong một thông báo vào ngày 15 tháng 8, Ngũ Giác Đài đã xác nhận cuộc diễn tập chống tên lửa diễn ra vào tuần trước. Theo đó, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8, Quân đội ba nước đồng minh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện các bài huấn luyện cảnh báo, truy tìm và theo dõi tình lửa đạn đạo. Cuộc tập trận này đã thể hiện cam kết của ba quốc gia với những thách thức mà chương trình hạt nhân của Triều Tiên đặt ra, cũng như là việc củng cố trật tự và an ninh trong khu vực và trên thế giới dựa theo luật lệ quốc tế. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng hơn trong thời gian gần đây. Giới chức tình báo Mỹ vào ngày 11 tháng 8 đã tiết lộ Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị tại bãi thử hạt nhân Bungary, có khả năng sẽ tổ chức thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thời gian tới. Trước đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Trong bài phát biểu tại thủ đô Seoul vào ngày 15 tháng 8, nhân kỷ niệm 77 năm kết thúc chế độ thuộc địa của thực dân Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cho biết chính quyền của ông sẽ đưa ra đề nghị viện trợ kinh tế để đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã khẳng định việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng là một điều kiện tiền quyết nhằm để duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và trên toàn thế giới. Tuyên bố trên của ông Jun đã được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên đã lên tiếng phản đối đề nghị phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo Bình Nhưỡng, ý tưởng của ông Guterres là thiếu khách quan, không công bằng và xâm phạm đến chủ quyền của Triều Tiên. Thưa quý vị, GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2020 đạt 3.561 đô la Mỹ. Dự báo đến năm 2030 sẽ đạt từ 7.000 đến 7.500 đô la Mỹ, tương đương với GDP bình quân đầu người của Thái Lan năm 2019 và chưa theo kịp của Malaysia năm 2010. Theo dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, Tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn năm 2010 đến 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng khá ấn tượng từ mức 1.562 đô la Mỹ lên 3.561 đô la Mỹ, tăng thêm 1.999 đô la Mỹ. Cũng trong khoảng 10 năm này, GDP bình quân đầu người của Thái Lan tăng thêm 2.113 đô la Mỹ, Malaysia tăng thêm 1.361 đô la Mỹ, Indonesia tăng thêm 747 đô la Mỹ, Philippines tăng thêm 1.081 đô la Mỹ, Singapore tăng thêm 12.561 đô la Mỹ, Trung Quốc tăng thêm 5.950 đô la Mỹ. So với các quốc gia này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có điểm xuất phát thấp hơn rất nhiều. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2010, GDP bình quân đầu người của Việt Nam được ghi nhận ở mức 1.562 đô la Mỹ, trong khi GDP bình quân đầu người của năm 2010 của Thái Lan là 5.076 đô la Mỹ, Malaysia 9.041 đô la Mỹ, Singapore 47.237 đô la Mỹ, Indonesia là 3.112 đô la Mỹ, Philippines là 2.217 đô la Mỹ và Trung Quốc 4.550 đô la Mỹ. Cũng theo WB, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 đạt 3.561 đô la Mỹ, cao hơn GDP bình quân đầu người của Philippines là 3.229 đô la Mỹ, gần đối kịp GDP bình quân đầu người của Indonesia là 3.870 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2020, GDP bình quân đầu người của Việt Nam vẫn thua xa GDP bình quân đầu người của Thái Lan đạt 7.189 đô la Mỹ, Malaysia 10.402 đô la Mỹ và Trung Quốc là 10.500 đô la Mỹ, Singapore 59.798 đô la Mỹ. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vừa mới đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét vị trí xây cầu Mỹ Sở trên vành đai 4 cách trạm bơm Hồng Vân, huyện Thường Tính, khoảng 600 m về phía Hạ Lưu. Ở huyện Văn Giang, đường dẫn lên cầu chạy qua các xã Mỹ Sở, Thắng Lợi và cách đường dây điện 500 kV. Điểm đầu dự án sẽ là nút giao giữa quốc lộ 1A và vành đai 4. Điểm cuối là nút giao giữa cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với vành đai 4. Cầu và đường dẫn dài gần 14 km. Sau khi hình thành, cầu Mễ sở sẽ mở ra hướng đi mới cho phương tiện từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang và ngược lại, thay vì đi hướng cầu Thanh Trì như là trước đây. Hiện người dân khu vực này vẫn lưu thông qua bến phà Mỹ Sở. Cầu Mễ Sở còn tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân Cầu Giả và Hà Nội Hải Phòng, góp phần làm giảm thiểu lượng phương tiện và nội đô Hà Nội. Theo quy hoạch, sau cầu đường bộ qua sông Hồng sẽ xây mới bao gồm Hồng Hà, Mễ Sở trên và đai 4 quy mô 6 làng xe cao tốc, 2 làng hỗn hợp. Thượng Cát và Ngọc Hồi trên vành đai 3,5, 6 làng cơ giới, 2 làng hỗn hợp. Cầu Tế Liên kết nối với các tuyến đường trục chính đô thị dọc hành lang hai bên sông Hồng, 6 làng cơ giới, 2 làng hỗn hợp. Cầu Trần Hưng Đạo kết nối với đường Trần Hưng Đạo sang khu vực quận Long Biên, quy mô 6 làng cơ giới và 2 làng hỗn hợp. Kính thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngày nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.